nằm ở huyện Hóc Môn, xã Xuân Thế Tượng. Thì mình cũng nghe địa danh này rất là nổi tiếng trên mạng và hiện nay mình đang có mặt tại đây. Thì mời các bạn cùng mình khám phá nơi này nhé, xem trong đây có những gì. Ok, thì các bạn cùng mình đi tham quan nơi này nhé. Trên đường đi vào bên trong khuôn viên thì ở đây có một hành lang có những phiến đá này. Khi mình được hỏi anh nhân viên ở đây thì anh nói là những phiến đá này được nhập trực tiếp từ Nhật về, tuổi đời lên với vài trăm năm. Được trang trí dọc theo hành lang này rất là đẹp nhé. Ở kia thì có một cái cây hoa anh đào, nhưng mà nó là hoa giả thôi. Đây là những chậu bông trang trí nè, cắt tỉa rất là gọn gàng nhé. Đây có những chú cò khá là dễ thương nha. Ok, thì mình vừa hỏi cô nhân viên thì cô nói là đây là những cái đèn trang trí rất là đặc trưng của Nhật Bản nè. Đây là một phiến đá khá là cao đó. Để vận chuyển từ bên Nhật về đây thì cũng rất là tốn nhiều công sức đó. Đây có một cái tháp đèn nữa. Khá là cao đó. Bây giờ mình di chuyển vào bên trong nhé. Ok, thì mình quên nói với các bạn là giá vé khi mà vào cổng thì người lớn là 50.000, còn trẻ em là 20.000. Giá vé cũng rất hợp lý. Thì hiện nay là mình đang đi vào buổi sáng cho nên những quầy hàng ở đây không có mở cửa. Đây, những quầy hàng bán đồ ăn nhanh, thức ăn nhanh đây. Có bán những cái món đặc trưng của Nhật Bản nè. Takoyaki đó. Món ăn Nhật Bản. Thôi, mình đi vào trong nhé. Ở đây có phiến đá hình con rắn nè. Điêu khắc là người kỳ công nhé. Nhìn rất là thật luôn. Đó, mình rõ thử rồi. Đi vào bên ngày thì cái lượng khách không có đông đó. Nhưng mà đặc biệt vào ngày cuối tuần thì rất là đông nhé. Trước mắt các bạn là quảng trường để sân khấu chứ. Sân khấu để tổ chức sự kiện vào cuối tuần đó. Bên đây có một cái đèn thành thụ khá đẹp đây. Cây hình như là cây tùng thì phải, nhưng mình không biết rõ đúng là cây tùng hay không. Mình không rành về những loại cây đó. Cắt tỉa rất là gọn gàng nhé. Đây có những cái lồng đèn trang trí nè, đi bằng tiếng Nhật. Chậu hoa anh đào rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc đây là hoa giả. Hoa giả nhé. Tại vì ở Việt Nam, ở miền Nam thì khó thể trồng được những loại hoa này. Nó ưa khí hậu lạnh mà. Ok, bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong để tham quan hồ cá coi nhé.
Đây là khu vườn cho du khách ngồi nghỉ ngơi nè. Những cái bàn đá, thì những loại đá này cũng nhập trực tiếp từ bên Nhật về. Thì mình cũng nói luôn ở đây là một nơi được xây dựng bởi một người chủ Việt kiều Nhật đó. Ông ấy đã mang 40.000 tấn đá từ Nhật Bản về Việt Nam để xây dựng nên nơi này. Nó được đầu tư rất là bài bản. Đây là cái tượng của hai chú cá coi. Rất là dễ thương nhé. Để mình lại gần cho các bạn xem. Đây là cá chép coi, hình dạng cũng gần giống như cá chép Việt Nam. Tuy nhiên thì về kích thước, màu sắc thì nó nhỉnh hơn cá chép Việt Nam. Với lại giá tiền thì đắt kinh khủng luôn. Có những cá coi lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Thì mình cũng có hỏi qua công viên này thì ở dưới hồ cá này có khoảng hơn 200 con. Bây giờ mình sẽ đi về phía hồ cá cho các bạn xem nhé. Ở phía xa xa kia là những cái cây xanh. Những cây xanh được cắt tỉa rất là đẹp, rất là cao, hình như tuổi đời cũng khá lâu đó. Thì bây giờ mình sẽ đi tới hồ cá cho các bạn quan sát cá coi nó như thế nào nhé. Đây, nước là trong xanh nhé. Đó, các bạn thấy không, hai cái vệt màu vàng kia là đó, những chú cá coi đó. Ở đây có một chú cá màu đỏ rất là đẹp đây, nhưng mình thích màu đỏ hơn. Ở đây có một chú cá màu trắng ở đây nữa nè, màu hơi ngả vàng, kích thước rất là lớn nha. Thì theo mình tìm hiểu được, loại cá coi mà nếu muốn đạt kích thước tới tầm này thì khoảng hơn mười mấy 20 năm gì đó mới đạt được kích thước như này. Nước là trong xanh, các bạn thấy không, ở đây được bảo quản rất là kỹ nha. Để mình qua bên kia, để mình đi qua cây cầu này, qua bên tận bên kia để coi rõ hơn. Đi tiếp thế nào. Đây là cận cảnh cho mấy chú cá coi cho các bạn xem nè. Đó, có rất nhiều màu sắc khác nhau nha. Đây có chú màu vàng nè, vàng đất nè, nâu đất chứ. Đó, rất là dạng nhá. Đây đó, mấy chú kéo lại đây. Đó, mình thích nhất cái con màu đỏ trắng này nè. Đó, đây con chú này. Ồ, con hoa văn rất là lạ nha. Trên đốm, trên lưng có mấy cái đốm đen đen kìa. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây có mảnh cá màu đỏ nữa nè. Đây là cái chép coi có vảy rồng nè. Đó, giá trị tới vài trăm triệu một chú nhá. Đây mấy chú bắt đầu kéo lại đây, như đây đang đói bụng hay sao kêu lại hết rồi. Đây có chú cá màu khá là ngộ đó, màu cam đen nè. Đây đó, rất là đẹp nhá. Như ngày nãy nghe nói là cho ăn hai cử á, buổi sáng với buổi chiều, cho ăn thực đồ ăn mà thuộc dạng như là cấp riêng của nó luôn á. Cấp riêng luôn, không có đồ ăn dơ. Dạ đúng rồi, bảo quản sạch lắm. Rất là dạng nhá. Đó, mấy chú lại đây kìa. Đây chú này đây. Đó, rất là dạng nha. Thì hồ trong đây không có cho phép là được hợp tay xuống nước, cho nên mình không thể rờ mấy chú cá này. Tuân thủ theo quy định thôi các bạn ơi. Đó,
có một anh vẫy rồng nè, chép coi vẫy rồng nè, rất là đẹp nhé. Để mình đi qua dạo một vòng ở bên kia cho các bạn xem. Đây, đây ít cá hơn, mấy chú lặn hết rồi. Đây đây, bên đây nước động mấy chú lặn dưới hết rồi. Đây, quay sát xuống cho các bạn coi nước rất là sạch nhé. Đó. Được lọc hàng ngày luôn. Đây những hệ thống máy lọc nước này đây nè. Đó. Một tháng tiền viện chi cho mấy cái này là hơn 200 triệu đó. Nó rất là kinh khủng luôn. Hai chị rất là dễ thương nha, với một cái chú nhân viên rất là nhiệt tình. Ngay đây có hai chú cá rất là đẹp nè, đúng màu mình thích luôn. Đây đây đó, hai chú này đó, chú này nhìn giống cá La Hán quá. Có một cái chỏm màu đỏ ngay đầu nè, đó, dễ thương nha. Đây, để mình quay cận cảnh đây. Đó, mấy chú đang ăn này, lấy cây gì ta? Biết này là lá gì nữa. Ok, bỏ qua đi. À, giờ mình đi qua cầu nhé. Mình tiếp tục đưa bên đây. Đây. Đây những cái bàn đá nãy mình quên nói. Đây mình quay chi tiết cho các bạn xem. Đây. Đây nó đây. À, những bàn đá từ được những nghệ nhân bên Nhật. Đó. Làm nhé, nhưng bên Nhật họ làm. Đó, giá trị của những bộ bàn ghế này có hơn 200 triệu một bộ đó. Mà như thế này mà hơn 200 triệu đó. Đó. Những cái đó nhập trực tiếp từ bên Nhật về. Đây. Khuôn viên này nhìn ở đâu cũng là tiền á. À, đây cây hoa anh đào. Đây ở đây có ba phiến đá rất là lớn nha, bên trái, ở giữa, bên tay phải. Đây là điêu khắc mất 2 năm đó. Cái này là điêu khắc mất 2 năm. Đây là điêu khắc hình như là cây vạn niên tùng nè. Hay bên đây nè. Vạn niên tùng. Đây đây, mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây tên đá nè, ao si, kệ đi, mình không biết đọc tiếng Nhật. Tùng hạt đồng xuân, xuất xứ tỉnh Ehime, Nhật Bản, trọng lượng này hình như là 110 tấn hay sao đó. Nghệ nhân Saito Yoshihiro, thời gian điêu khắc đây 2 năm. 2 năm mới hoàn thành được tác phẩm này. Đó, có hai chú cò và hai cái bạn nguyên tùng. Đây, bên đây. Đó. Còn bên đây. Đây, để mình quay cận cảnh cho. Ok, còn đây là đá Hao Si, tác phẩm Mộc Tâm, 32 tấn. Cũng là một nghệ nhân, cùng là một nghệ nhân điêu khắc 6 tháng à. Rất là kỳ công nhé. Còn bản đá bên đây. Đấy. Thạch Tâm à, 28 tấn 6 tháng. Đó, nhìn đơn giản vậy thôi chứ rất là đắt tiền đó, được đầu tư rất là khủng nha.
để mình đi qua bên bên kia ăn những cái lòng đàn đậm chất Nhật Bản. À, rất là đẹp nha. Những cái này bằng giấy không bạn, ngoài bằng giấy. Đây mình đi từ bên này vòng 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 bên kia. Tiếp tục nha. Đây mình nghe nói vào cuối tuần có tổ chức sự kiện cho thiếu nhi. À, mình không rõ là sự kiện gì. Để hôm nào đó mình rảnh vào buổi cuối tuần thì mình đi quay cho các bạn xem.